Thủy Vi kính chào quý khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy Văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai. Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 34 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ C, độ ẩm 77%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ C, độ ẩm 80%. Khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ C, độ ẩm 79%. Khu vực phía Tây, tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ C, độ ẩm 77%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ C, độ ẩm 78%. Mực nước cao nhất tại cô dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,95 đến 1,0 m. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý khán giả, 22,9 là số phần trăm mà Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên về nhu cầu sử dụng xe điện giai đoạn 2020-2025. Hiện xe điện, xe sử dụng khí hydro đã và đang hình thành và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các nước châu Âu có lộ trình sớm hơn. Năm 2035, các loại xe động cơ đốt trong sẽ bị cấm lưu hành tại các nước EU. Nhiều nước như Bỉ, Đan Mạch, Ireland, Đức có kế hoạch thực hiện lộ trình này sớm hơn. Các đệ cường quốc sản xuất xe hơi khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ cũng có kế hoạch cấm xe động cơ đốt trong từ năm 2035 trở đi. Hầu hết các hãng xe lớn trên thế giới đã hiện thực hóa tham vọng chuyển đổi sang sản xuất xe điện, xe xanh thay vì xe động cơ đốt trong. Đức, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Nhật là nơi xe điện đã được nghiên cứu, ứng dụng nhiều nhất. Nhu cầu xe điện cũng đang tăng mạnh tại khu vực Đông Nam Á, theo công bố mới nhất của công cụ theo dõi xe điện tại Đông Nam Á, doanh số bán xe điện chạy pin quý 2 năm 2023 trong khu vực đã tăng lên 894%, nhận nhu cầu mạnh tại Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Trước đó, theo thống kê, năm 2022, doanh số xe điện tại Đông Nam Á chiếm khoảng 2% tổng doanh số bán ô tô. Thái Lan đứng đầu khi ô tô điện chiếm tới 58% doanh số bán ô tô. Tiếp theo là Indonesia và Việt Nam với lần lượt là 19,5% và 15,8%. Với dân số lên đến 98 triệu người, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc tiếp nhận xe máy điện, trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Hiện tại ở Việt Nam có gì yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển ngành này như mức thu nhập trung bình thấp, thiếu cơ sở hạ tầng trạm sạc, phạm vi hoạt động của xe điện còn hạn chế, chính sách ưu đãi đối với ô tô điện từ đó, mức độ sử dụng ô tô điện tại Việt Nam còn khá thấp so với thị trường chung của khu vực khi chỉ chiếm 0,7% tổng lượng ô tô điện bán ra ở thị trường Đông Nam Á. Dù vậy, VinFast và tất cả các thương hiệu ô tô lớn trên toàn cầu đã ra mắt xe điện tại Việt Nam. Hiện Việt Nam đang đứng trước thời cơ vàng để phát triển nền công nghiệp ô tô nếu kịp thời nghiên cứu lộ trình chuyển tiếp từ sản xuất các loại ô tô dùng động cơ đốt trong sang xe sử dụng động cơ điện và nhiên liệu sạch nói chung, với lộ trình hợp lý, xây dựng các chính sách hỗ trợ, chiến lược phát triển hiệu quả. Quý khán giả thân mến, bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.